Tết năm nay mình sẽ cùng đồng hành và tổ chức các cái hoạt động thiện nguyện về tặng sách, chia sẻ sách, lan tỏa văn hóa đọc. Mình sẽ tiếp tục có những các cái bài viết về những đầu sách hay để giúp bạn đọc có thể biết đến và tìm hiểu thêm về sách. Thế này, nếu có thời gian rảnh thì mình sẽ tiếp tục tái chế dầu thừa thành sản phẩm. Việc làm tuy nhỏ nhưng cũng góp phần bảo vệ môi trường. Các bạn có thể thay thế được những cái hóa chất tẩy rửa có trong gia đình, trong nhà bếp bằng những cái bánh xà phòng nhỏ xinh như thế này. Chúng ta đang ở trong một mùa Tết, trong mùa dịch, chắc chắn chúng ta sẽ không thể có những chuyến đi chơi vui vẻ được. Chính vì thế, mình đã dành thời gian để nghiên cứu và làm những sản phẩm này trong mùa Tết để có thể giúp đỡ bảo vệ môi trường, giúp đỡ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn đấy. Câu lạc bộ của mình chuyên tái chế tất cả những loại vỏ mình trở thành những vật dụng hữu ích. Thì Việt vẫn sẽ tiếp tục là một người chạy bộ để lan tỏa cái hình ảnh một người khỏe mạnh đến vào cộng đồng, truyền cảm hứng cho nhiều người hơn nữa đến cái việc mà chạy bộ để có một sức khỏe tốt hơn. Bên cạnh đó thì Việt sẽ vẫn tiếp tục chia sẻ những cái kiến thức về rèn luyện thân và tâm. Và gần nhất thì Việt sẽ tạo ra một cái nhóm mang tên là Runner Tử Tế. Chúng tôi là những người chạy bộ, chúng tôi không chỉ có sức khỏe mà chúng tôi còn có một cái tâm hồn đẹp, một cái tâm hồn tử tế để lan tỏa những cái điều tốt đẹp đến với cả cộng đồng. Mình hướng tới một cái Tết xanh thân thiện với môi trường. Vì thế, một trong những việc mình dự định làm trong Tết này là nấu thêm nhiều nước bột hòn để tặng cho bạn bè và người thân sử dụng. Hiện tại thì gia đình mình đang sử dụng nước bột hòn để rửa bát, rửa chén, rửa tay, giặt đồ. Nếu bạn cũng mong muốn cùng với họ tự tạo một cái Tết thật ý nghĩa cho riêng mình, hãy đến với chương trình Tết Choice, vinh danh điều tử tế. Chương trình nhằm tôn vinh những con người tâm huyết đã góp phần kiến tạo nên một cái Tết văn minh và đầy tử tế với 3 giai đoạn. Giai đoạn 1, phát hành vé mời và đón xem sự kiện. Giai đoạn 2, bình chọn 6 hạng mục giải thưởng cùng chuỗi sự kiện truyền cảm hứng Tết tử tế từ ban tổ chức và các đơn vị đồng hành. Giai đoạn 3, kết thúc thời gian bình chọn và lễ trao giải vinh danh 6 hạng mục. Không quan trọng bạn là ai, đam mê và sở trường là gì, kinh nghiệm nghề nghiệp ra sao, nếu bạn đang ấp ủ hoặc đã từng kiến tạo nên những điều nhỏ bé tạo ra các tác động tích cực cho cộng đồng và xã hội, đừng bỏ lỡ cơ hội đón xem hoặc gửi những sáng kiến tuyệt vời theo phong cách cá tính riêng của mình đến chương trình nhằm chung tay kiến tạo một mùa lễ Tết thiêng liêng và ý nghĩa nhé. Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua, xanh tươi sức sống dưỡng tâm hồn. Nam Bắc chung tay điều tử tế, cùng nhau hội tụ vạn niềm vui.